đều biết mồm mình chưa? Bực tiểu Hồng nhé anh à? Em lại thấy bây giờ các anh về lo đám tang cho bố thật chu đáo, đấy mới là cách báo hiếu tốt nhất. Anh phải nấu đông đồng dương đã. Nhưng bố anh mất là vì bị bệnh mà, đâu liên quan gì đến hắn. Em phải bênh nó nhỉ? Anh bị làm sao? Chính anh Hồng bảo thế còn gì? Ông ấy bảo thế đó anh bớt điên thôi. Anh về nhà đi. Bây giờ là lúc U cần anh hơn bao giờ hết đấy. Anh đã nói rồi, phải hoa vàng thằng Dương co quắp xong, không anh không có mặt mũi nào về thắp hương cho bố. Nhưng mà bây giờ anh cứ ở đây không chịu về, trong mắt của U, anh vì em mà không về chịu tang của bố, sau này em còn mặt mũi nào mà gặp U nữa. Nếu như mà anh muốn cưới em thì anh phải để gia đình anh có chút thiện cảm với em chứ. Nghe lời em, ngày mai đi về nhá. Thôi được rồi, nếu như ngày mai anh chịu về ấy, em sẽ đi cùng anh về nhà ra mắt U. Bởi vì em cũng muốn được thắp hương cho bố. Nhậu đi. Chờ bố mày. Anh đau không? Giết nó rồi. Cái gì? Giết nó rồi. Này, cô nên đi cùng với bọn tôi. Đi. Hành phải trốn ngay đi. Người của Dương sẽ không để yên đâu. Quân giả sẽ giết hai người mất. Em không thể đi cùng với anh được. Em đi theo sẽ chỉ thêm vướng cho anh thôi. Nhưng mà em có cách đối phó với chuyện này. Đợi khi nào yên ổn, em sẽ liên lạc lại với anh nhá. Anh không nghe, đi. Nghe. Đi với anh. Thôi nào, Tuyết nói đúng đấy, anh với mày phải đi ngay. Tuyết sẽ an toàn thôi, bọn chúng nó sẽ không dám làm gì đâu. Hành phải đi ngay đi, không thì không kịp mất. Cẩn thận nha. Anh sẽ quay lại tìm em. Anh sẽ cưới em. Con chó này, con xuất hiện ở đây á. Chúng mày thả tao ra. Nói cho bố mày biết, thằng Khương đang ở đâu? Thả tao ra! Mày! Làm sao?
anh ạ. Có chuyện gì? Dạ, bọn em đang tra khảo nó. Nó bày trò với anh em thằng Hồng, bắt đại ca Dương đi rồi ạ. Tuyết là người của tao, đến Dương cơ bắp còn không dám động vào. Mày là ai mà dám động vào, hả? Cuối cùng thì anh Dương chúng mày bị bắt ở đâu, hả? Bọn em không biết, bọn em vẫn đang đi tìm. Ngu, lũ ngu. Đợi chúng mày tìm xong, nó trốn lâu rồi. Bọn em cho chặn đường độc đạo rồi. Chúng nó mà xuống thì chỉ đi đường rừng thôi. Được rồi, anh Dương chúng mày không ở đây, tao sẽ quản. Bây giờ bọn mày chặn đường độc đạo, người của tao sẽ càn quét bắt chúng nó về. Cút. Vâng. Chúng mày tìm anh em Hồng Khương về đây cho tao. Chắc nó phải nói với em biết chứ. Tôi biết có người đứng sau lưng cô, nhưng hình như là không bảo vệ được cho cô. Nếu như là thằng Khương em tôi thì sẽ không ai dám động vào cô cả. Chắc không cần ai bảo vệ cả. Tôi tự lo được. Nghe nói là hắn rất thèm khát cô. Trước đây suýt chút nữa thì đã đạt được mục đích. Vừa nãy tại sao thằng Nghĩa lại đến kịp thời thế? Động não lên một tí. Thằng Lý nó gọi đấy. Em tôi vội vàng đến tìm cô để làm gì? Bố tôi vừa mới mất. Nó sợ cô gặp nguy hiểm. Tôi tưởng cô cũng thông minh ra ngoài trải đời thế nào. Hóa ra cũng là dạng không biết trân trọng tình cảm. Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi sẽ giúp cô có cơ hội để trả thù thằng Dương cơ bắp. Hai, biến khỏi tầm mắt của thằng Khương, anh em tôi từ giờ sẽ không liên quan gì đến cô nữa. Vì em mình, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Chọn đi. Nào, nói cho anh biết, anh sẽ đưa em về chỗ anh nghỉ ngơi. Nói cho anh, anh mới đưa em về nhà anh có đúng không? Vậy không phải thế. Hết lần này đến lần khác em bị chúng nó hành hạ. Thì anh đang ở đâu? Anh bảo ở cái đất này bất kỳ một động tĩnh gì anh cũng biết. Thế hỏi lại anh, em cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Nào, công việc mà